Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Heo Rừng Lai Số Nghệ, kênh chuyên chia sẻ kiến thức kinh nghiệm liên quan đến heo rừng lai. Thì là hôm qua mình có sát trùng một ô chuồng để cho heo nó sắp vào nó đẻ, thì mình phải sát trùng chuồng trại xong rồi mình để khô rộng trống chuồng khoảng tầm độ một tuần, xong rồi mình lại xịt sạch cái ô đó đi. Đấy, vệ sinh sạch sẽ ngon lành để cho heo nó vào nó đẻ các bạn ạ. Thì cái cách mình sát trùng chuồng trại á là mình vôi bột, mình hòa với nước, xong rồi mình lấy cái rẻ mình nhúng vào đấy, xong rồi mình xoa đều lên trên thành chuồng, bờ tường, rồi trong lòng mang ăn mang uống, rồi là cái chỗ là nó gọi là để nó đựng phân. Mình làm như vậy thì có một số anh chị em mình cũng hiểu được là dùng vôi bột sát trùng, nhưng mà mình cứ nghĩ là dùng vôi là lém vào trong chuồng, giải vào trong chuồng, hoặc là đôi khi cái lèn chuồng khô như vậy các bạn cứ thế mang vôi bột vào rác, thì thực sự nó chẳng có cái hiệu quả gì cả. Nếu mà để vôi nó phát huy ra được cái hiệu quả của nó các bạn, thì mình lại phải hòa với nước để cho nó gọi là nó có hoạt chất, để nó có chất xúc tác ấy. Xong bắt đầu là mình con kia phá cái lưới rồi. Thế xong bắt đầu là mình mới mang ra, mình lấy cái rẻ xong mình nhúng vào cái nước vôi đấy, mình lau ở lèn chuồng lèn trước ấy. Thì mình cái việc này mình làm hôm qua rồi, mình cũng định ghi cái video lại để cho anh chị em mình xem tham khảo, nhưng mà hôm nay thì do hôm qua nên là mắc công việc nhiều quá, mình làm ào ào cho nhanh cho xong cũng không quay video được. Thì hôm nay cho anh em mình xem thành phẩm luôn nhé. Nói chung cái việc này nó cũng dễ, cũng chả cần phải hướng dẫn gì nhiều, các bạn nhìn các bạn hiểu rồi. Đây cái sản phẩm của mình ngày hôm qua đây, lèn chuồng là cứ tầm của heo nó với được đấy, rồi là cái lèn này trên bờ tường thì khoảng cách heo với được là mình cứ lấy thuốc vôi mình lau hết đấy. Chỗ này đá ỉa nhiều này, vôi nhiều này, lau cái gì đặc cái lèn luôn đấy. Cả cửa kia bôi choa luôn, mang ăn mang uống thì cứ xoa tê tét hết cả ngoài cả trong đấy. Dùng nước vôi nha các bạn, chứ không phải là dùng với bột như một số các bạn dùng là chuồng trại đang khô bình thường, hoặc có chỗ ẩm chỗ khô, thậm chí là còn không thèm rửa dọn sơ xong rồi hãng sát trùng, cứ để nguyên bẩn thỉu như thế xong rồi là mang vôi vào lém, thì thực sự nó không có tác dụng gì cả. Đây, sát trùng bằng vôi bột là nó như thế này nha các bạn. Đó, thì mình giới thiệu đây cái cách làm của nhà mình để anh chị em nào mới nuôi ấy mà chưa hình dung ra được ấy, thì mình xem mình nhìn cái mình gọi là nhìn ra phương pháp ngay là mình phải làm như thế nào. Thế còn so với cái việc dùng hóa chất thì đương nhiên là dùng các loại hóa chất mà nó phun xịt thì nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó, nhưng mà mình thì mình hay dùng vôi nên mình xin gọi là chia sẻ lại cái cách nhà mình để anh em mình xem giao lưu. Còn nội dung video mình xin dừng ở đây. Anh chị em nào xem video thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video sau.